Kính chào quý vị khán giả đến với phóng sự VOV hôm nay. Luật thủ đô được Quốc hội thông qua vào ngày 21 tháng 11 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013. Đây là văn bản pháp lý quan trọng quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển, bảo vệ thủ đô. Luật thủ đô 2012 có tính chất đột phá, mở đường về mặt thể chế cho sự phát triển của Hà Nội. Tuy nhiên, sau 9 năm thi hành, luật thủ đô đã bộc lộ nhiều bất cập hạn chế như chưa có quy định cụ thể để áp dụng trực tiếp và xử lý các vấn đề còn tồn tại do lịch sử để lại như ùn tắc giao thông, thoát nước, nhà tập thể cũ, di rời các cơ sở ô nhiễm, bệnh viện, cơ sở đại học. Vì thế, nhiều chuyên gia ý kiến cần thiết phải sửa đổi luật thủ đô càng sớm càng tốt. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 36 ngày 19 tháng 1 năm 2023, nghiên cứu, đề xuất chính sách, lập hồ sơ dự án luật thủ đô sửa đổi. Theo đó, Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật thủ đô sửa đổi. Đề nghị xây dựng luật thủ đô sửa đổi đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023. Theo các chuyên gia, sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung luật thủ đô nhằm tạo cơ chế hoàn thiện tổ chức, bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiện đại, tăng cường phân quyền, phân cấp trong nhiều lĩnh vực có tính chất đặc thù, vượt trội về mặt thể chế. Quốc hội 14 đã đặt ra vấn đề phải tổng kết luật thủ đô để xem xét. Luật thủ đô của chúng ta có một cái điểm là nó như là một thứ nghị quyết, chứ không phải là một đạo luật. Chính vì thế cho nên khi ra đời và triển khai thì không chỉ gây khó dễ cho chính phủ mà còn gây khó dễ cho chính thủ đô. Cũng theo một số chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, luật quy hoạch đã được ban hành từ năm 2017. Sau khi luật này có hiệu lực thì một loạt luật khác phải điều chỉnh theo luật quy hoạch, trong đó có luật thủ đô. Bởi nếu không sửa thì dẫn đến tình trạng xung đột pháp luật. Chỉ có thể có những cái cách huy động nguồn lực tốt, được luật hóa thì tài nguyên xã hội mới giúp cho hạ tầng phát triển về giao thông, về xã hội, về văn hóa, về nhà ở, về nâng cao chất lượng sống, về những cái nguồn lực mới trong một cái nền kinh tế sáng tạo, trong một cái bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng có nhiều thách thức. Do vậy là việc quy hoạch và xây dựng luật mới là điều rất cần thiết. Luật thủ đô được ban hành gần 10 năm, song thời gian qua, Hà Nội vướng rất nhiều vấn đề không thể giải quyết do vướng luật thủ đô. Hiện quy mô và tốc độ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Một số mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ về quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường chưa đạt tiến độ. Việc di rời cơ sở theo quyết định 130 của Thủ tướng Chính phủ còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đô thị hóa thấp, phát triển chưa đồng đều, chưa giảm tải cho đô thị trung tâm. Tránh tình trạng là thủ đô của một đất nước nó như một trái tim mà lại là đi ăn đông là không thể được. Ăn đông cái gì chứ ăn đông ở mặt chính sách là một cái kéo thụt lùi cái sự phát triển. Đối với thủ đô rất quan trọng đó là thể chế và cơ chế. Nếu không có thể chế và cơ chế tốt, vững chãi, toàn diện, đầy đủ, khách quan thì chúng ta rất khó lòng mà có thể tạo ra được cái sự đột phá cho cái trái tim của cả nước. Hiện Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và các sở ngành chức năng của Hà Nội đang khẩn trương rà soát, bổ sung, chỉnh sửa để sớm trình các cấp thẩm định, đánh giá một cách toàn diện cho luật thủ đô. Rà soát để đề xuất sửa đổi những cơ chế chính sách quy luật thủ đô là rất là cần thiết. Tổng kết lại những cái sản phẩm, những cái ý kiến đóng góp để trước khi mà trình lên cấp trên để xem xét. Thưa quý vị và các bạn, hiện Chính phủ có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, trong đó đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 6 và đề nghị Quốc hội cho ý kiến đối với dự án luật thủ đô sửa đổi với 9 nhóm chính sách đặc thù, bao gồm tổ chức chính quyền thủ đô theo hướng tinh gọn, hợp lý, hiện đại, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tạo cơ chế thu hút, sử dụng nhân lực chất lượng cao, huy động nguồn lực, nâng cao năng lực tài chính, ngân sách cho phát triển của thủ đô, đồng thời hoàn thiện các quy định về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Cùng với đó là cơ chế chính sách xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, chính sách phát triển văn hóa và giáo dục đào tạo, huy động sử dụng phát triển tiềm lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bên cạnh đó là tạo cơ chế chính sách phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội, tạo cơ chế chính sách liên kết phát triển vùng thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực trọng điểm.
Hy vọng tới đây, luật thủ đô được sửa đổi sẽ tạo đà cho Hà Nội cất cánh. Tới đây, chúng tôi xin được khép lại phóng sự VOV hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.